Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Long Hunter đây. Các bạn ơi, mình hỏi các bạn có biết tựa game có tên là Five Nights at Freddy không các bạn? Trong tựa game đó, mình chính là anh bảo vệ. Mình ở trong một căn phòng, mình sẽ dùng camera để mà quan sát những con người máy chết chóc. Nếu không, mình sẽ bị nó giết. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm cái lối chơi tương tự ở trong game của bà Rani các bạn ơi. Các bạn biết trong game của bà Rani có cái camera các bạn. Ấy, nên hôm nay mình sẽ dùng cái camera đó để mà có thể sinh tồn trong nhà của bà Rani. Y chang cái game Final at Freddy luôn các bạn. Thì nếu bạn thích video này, các bạn hãy cho mình một like, một share và đừng quên subscribe của mình và đừng quên cái chuông để nhận thông báo được kênh nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Đây chính là căn phòng yêu quý của mình. Nó cũng rất là quen thuộc với các bạn rồi phải không? Oh yeah. Bây giờ việc đầu tiên mình cần làm chính là mình sẽ dụ hai ông bà ngoại xuống để mà mình có thể đi lên. Đó. Nếu mình kích hoạt cái bẫy này đó là ông ngoại lẫn bà ngoại đều nghe thấy được và hai người đó sẽ đi xuống đây. Ôi các bạn ơi, mình rất là mừng luôn tại vì ông bà ngoại vẫn ngu như ngày nào. What the f***? Bây giờ việc mình cần làm chính là mình sẽ tìm một cái vũ khí để mà tiêu diệt ông ngoại. Chỉ có cách tiêu diệt ông ngoại mới có thể mà lấy được cái chìa khóa kia thôi. Oh, wow. Hên vãi cả trưởng ra, mình tìm được một cái súng điện nè. Oh yeah. Mình sẽ giật teo Dream. Mình sẽ giật teo bà Rani trước. Hello bà Rani. Trời ơi, sao bà ngu với bà Rani. Thấy cháu cầm cái súng đây nè. Cháu có súng mà bà cứ lại gần là sao? Cháu bắn bà đó. Thôi được rồi, bây giờ mình nghĩ ông ngoại sẽ lên đây. Tại vì ông ngoại sẽ nghe được tiếng bà ngoại Rani bị giật điện. A few moments later. Ủa, vợ Rani của mình đâu rồi? Đừng có mơ mà kiếm bà Rani. Yeah, mình đã giật điện được ông ngoại rồi các bạn ơi. Vậy cũng có nghĩa là mình có thể lấy được cái chìa khóa. À, nhưng mà chưa đâu các bạn ơi. Bây giờ mình phải chuẩn bị để mà có thể vào cuộc chơi. Mình sẽ chuẩn bị một cây súng điện để mà có thể dự phòng mà Randy xuất hiện. Mình sẽ giật teo đít bả luôn. Đó, đây chính là chìa khóa security. Oh yeah, chỉ có cái này mình có thể vô được cái phòng security các bạn ơi. Yeah, căn phòng này nè. Ê, vũ khí dự phòng đây nè. Đó, bây giờ mình sẽ vào đây, mình sẽ dùng camera để mà quan sát. Mình không biết bà ngoại Rani với ông ngoại tỉnh dậy hay chưa nữa. Hồi nãy mình đi lòng vòng cũng khá là nhiều rồi, mình không biết bà Rani với ông ngoại tỉnh hay chưa nữa. Hình như là mình vẫn chưa thấy gì hết trơn các bạn. Thường thường thì bà Rani có thể hồi sinh ở ngay căn phòng này các bạn ơi. Ủa, có quái gì đang xảy ra vậy? No. Mình mới nói thôi mà bà Rani đã xuất hiện rồi. Sao mà ghê dữ vậy? Coi chừng ông ngoại xuất hiện luôn đây nè. Mình nghi là vậy đó. Mình phải lấy cái đạn mới được, nếu không mình sẽ chết mất. Ôi, ông ngoại. Ôi. Cái quái. Cái quái gì vậy? Hello. Các bạn ơi, mình nghĩ ông ngoại ông bị lát các bạn ơi. Ông bị lát hay sao rồi? Bây giờ ông dậm chân tại chỗ. Mình bắn ông cũng không xi nhê luôn. Bây giờ ông bất tử luôn rồi. Wow, ghê vậy. Bây giờ phải làm sao đây? Ông ngoại đứng đơ vậy rồi. Chắc chắn bà Rani cũng đứng đơ theo luôn. Oh no. A few moments later. Oh, mình vô tình tìm được một cái khóa cửa các bạn ơi. Yeah. Sao ông ngoại đứng yên rồi? Ê, ủa các bạn ơi, các bạn có để ý không? Bây giờ mình mới để ý là ông ngoại có một chiếc răng nó bị sâu các bạn ơi. Trời ơi, nhìn nó ngố ngố hay sao các bạn ơi. Đó, cái khóa này mình có thể dùng để mà khóa cửa lại. Phòng hờ bà Rani bả vô đây nè các bạn. Mình sẽ được cảnh báo trước. Bà Rani sẽ vặn cửa. Mình sẽ nghe thấy tiếng và mình sẽ được cảnh báo trước các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ đi từ từ các bạn ơi. Chứ không còn cách nào để mà có thể chơi được nếu mà hai người đó cứ đứng yên vậy. Mình sẽ hiến thân cho anh Bạch Tuột. Anh Bạch Tuột ơi. Ôi ôi, mới ra cái thôi ảnh đớp liền à. Ảnh khôn ghê chưa. Ồ, ông ngoại đi lại được rồi các bạn ơi. Ngay cả bà ngoại Rani cũng lại bình thường rồi. Ồ, vậy là hơi các bạn ơi. Bây giờ mình có thể quay lại cái vị trí mà security để mình có thể tiếp tục chơi các bạn ơi. Yeah. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái khóa cửa này để mà khóa cửa lại nè. Đó. Bây giờ mình có thể quan sát camera rồi. Oh yeah.
bây giờ hình như là ông bà ngoại Rani đang ở đâu mình không biết nữa. À, phải quan sát camera mới biết được các bạn ơi. Ở đây không có ai hết trơn gì đó. Ở dưới thì cũng không có ai luôn. Ơi ông ngoại. Ồ. Mình thấy ông ngoại các bạn ơi. Ông ngoại trong đây luôn nè. Wow. Để coi. Còn ai nữa không? Ông ngoại đi mất tiêu rồi. Cũng không có ai đây hết trơn. Oh my god. Tự nhiên cái khóa cửa nó rớt xuống các bạn ơi. Nó đã gây ra tiếng động rồi. Oh no oh no. Mình nghĩ là bà Rani sẽ lên đây nè. Oh no no. Thấy nó gây cấn rồi đó. Thấy nó gây cấn rồi đó. Ông ngoại sẽ không lên tại vì ông ngoại bị lãng tai các bạn ơi. Chỉ có tiếng động lớn ông ngoại mới nghe được thôi. Oh bà ngoại Rani. Đó ông ngoại vẫn dưới đó nè. Bây giờ bà ngoại Rani đang ở đâu đó. Bây giờ mình cầm súng điện nếu mà phòng thân cái đã. Hồi ôi. Hình như cái khóa cửa đó có tính thời gian các bạn ơi. Bà Rani đâu rồi? Rani, bà Rani, bà Rani. Oh no no no. No. Bà Rani ơi. Hả? Ủa đâu rồi ta? Ôi, what? Nó rớt thêm lần nữa các bạn ơi. Oh no, oh no. Bây giờ hết cách các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cầm súng điện phòng thân. Mình sẽ ở đây chờ chết. Ôi, oh no no no. Ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại, ông ngoại. Oh, hên quá, hên quá. Ủa? Ủa? Sao ông ngoại giật điện không bị chết vậy? Ông ngoại có bị sao không ngoại? Sao kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Ông ngoại ơi. Ông ngoại có sao không ngoại? Oh no. Ủa các bạn ơi. Ngay cả camera mình không thể nào sử dụng được. Nó bị hư luôn rồi. Oh no. Sao làm như thế này? Trời ơi ông ngoại ơi. Ông làm hư mất cái camera của cháu luôn rồi. Đáng trách ghê vậy đó. Thôi chỉ còn một cách duy nhất thôi. Chính là mình sẽ hiến thân cho anh Bạch Tuộc. Thịt tươi nè anh Bạch Tuộc ơi. Đúng rồi, đớp em đi. Hô các bạn ơi, bây giờ mọi thứ rất là ổn rồi. À, mình rất là sợ cái ổ khóa, mình không biết khi nào nó rớt nữa. Nó mà rớt một cái thôi, bà Rani bà nghe được, bà khéo theo ông ngoại lên đây cái hội đồng mình luôn. Hồi nãy các bạn thấy rồi đó. Bây giờ bà Rani đang ở đâu đó quanh đây nè, có lẽ vậy. Ê, đốt tiêu rồi. Bà Rani ơi, bà Rani. Ủa, các bạn ơi, mình thấy bà Rani nè. Để đã các bạn ơi. Mình thấy bà Rani ở trong bếp. Đúng rồi, bà Rani kìa. Oh no 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 no. Ôi. Oh. Oh no 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 no. Cái khóa nó rớt. Hèn chi bà nghe được. Oh no. Bà đang vô phải không? Bà đang vô phải không? Ôi. Ôi. Bà vô rồi các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Bà đang vô nè. Bà đang ở trong đây nè. Bây giờ bà đang kiểm. Bà đi ra rồi các bạn. Bà đi ra rồi. Ôi ôi đúng là rất là mạo hiểm luôn. Oh. Mình không biết bà Rani có nghe được hay không nữa. Nghe được không? Ồ, không sao hết các bạn ơi. Gắn ổ khóa lại cái coi. Ôi ôi, ôi ôi. Hên là chưa bị sao hết các bạn. Ồ, bà Rani. Bà Rani. Đợi đã. Bà đang nhìn chằm chằm vào cái camera. Bà lắc đầu là sao ta? Không lẽ nào? Không lẽ nào bà nghi ngờ là mình đang dùng camera bà biết. Bà đang nhìn chằm chằm các bạn. Các bạn xem đi. Bà đang nhìn chằm chằm. Bà đang đi vô. Ôi, quay bậy nha, bậy nha. Vô đâu vậy, vô đâu vậy? Ôi đã rồi, đã rồi, đã. Ô mình cài ổ khóa lại coi. Lỡ nó rớt cái coi là mệt lắm. Ô ô ô ô. Nguy hiểm quá. Bà đang đi đâu, bà đang đi đâu? Oh my god. Oh no 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 no. Oh chạy 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 chạy. Chạy thôi các bạn ơi. Oh sắp chết tới nơi rồi. 2000 years later. Wow, thật ra là chả có cái gì hết trơn á. Tưởng gì đâu không, mình tưởng bà Rani bà đang đứng trước cửa mình chứ. Hên quá các bạn ơi. Bà không làm gì hết trơn á. Bây giờ mình phải canh chừng camera, canh chừng cái cửa luôn. Có vài điểm mù của camera nó không nhìn thấy được. Vậy đó. Ồ, bà Rani, ông ngoại hết trơn rồi. Ủa? Ủa đâu hết trơn rồi? Bây giờ phải làm sao? Uầy, đợi đã các bạn ơi. Bà Rani kìa các bạn. Bà đang chơi đàn. Wow, 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 wow. Hay hay, hay lắm. Ồ, mình mới nghe tiếng.
Hình như là ông ngoại vô phải không? Trời ơi, trời ơi các bạn ơi, ông ngoại rất là nguy hiểm luôn. Wow, sao ông ngoại biết mình trong đây hay vậy? Ồ các bạn ơi, nó nguy hiểm chưa các bạn? Bây giờ ông ngoại đang dùng camera để nhìn lén và run đi các bạn ơi. Ông nhìn lén và run đi chơi đàn hay sao đó, mình không biết nữa. Hên vả chưởng ra, ông đi ra ngoài rồi. Hên quá, hên quá hên các bạn ơi. Yeah. Oh, hello bà Granny. Hi hi. Ôi ôi, bây giờ không biết ông ngoại đang ở đâu nữa, mình thấy nguy hiểm sao sao á. Hồi nãy mình xem lén bà Granny chơi đàn thôi mà, ông ngoại biết mình ở trong đây luôn. Hay hay lắm. Ôi ôi, ổ khóa rớt nữa rồi. Đâu? Bà Granny đang chạy ra. Oh no, oh no. Oh no. Oh no. Bà Granny, bà Granny. Bà làm gì vậy bà Granny? Bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Bây giờ ông ngoại ở chỗ này. Bà Granny đâu rồi? Ờ, phải làm sao đây? Bà Granny ơi. Bà Granny ồ. Sao không thấy bà vậy ta? Sao kỳ dữ vậy ta? Không biết bà có nghe hay không nữa. Wow, wow, wow. Cái ổ khóa vừa mới rớt đó các bạn ơi. Ôi, bà Granny lên rồi các bạn ơi. Bà lên đây rồi, bây giờ bà thấy mình rồi. Bà đứng yên. Trời ơi, làm gì được mình. Đứng yên hả? Mình có súng nha các bạn, mình bắn bà chết luôn đó. Bây giờ bà nằm một đống đây nè. Mình nghĩ là ông ngoại sẽ đi lên. Ồ, thử coi nào, bây giờ mình sẽ chờ. Ông ngoại chắc chắn sẽ lên đây nè. Nếu mình đi xuống là mình liều chết các bạn ơi. Mình không thể nào quan sát từ đây được. Ủa, ông ngoại kìa các bạn. Ông ngoại kìa, ông ngoại kìa. Ông thấy mình rồi. Ồ, bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Trời ơi, ông hết thấy các bạn ơi. Ông ngó qua ngó lại là biết hết thấy mình rồi. Bây giờ ông đi hay sao rồi? Yeah. Vậy là video này là hết rồi các bạn ơi. Thì nếu bạn thích video này, các bạn hãy cho mình một like, một share và đừng quên subscribe của mình. Và đừng quên cái chuông để nhận thông báo được kênh nhé. Ok, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.